Tý, Dậu, Mùi, Thìn, Dần, Ngọ, bạn sẽ thành công lấy lại được những gì đã mất trong những năm qua, nhất là về mặt tiền bạc và tài sản sẽ trở lại. Nếu như các bạn biết nắm bắt được 5 điềm báo tử vi cho tuần mới này tính từ ngày 1 thứ 2, 20 đến ngày 26 tháng 5 dương lịch. Thứ nhất, tuần này gây dựng sự nghiệp vững vàng mà không có bất kỳ cản trở nào, vừa thăng tiến, vừa làm giàu rất tốt, thu về nhiều tiền của lớn. Thứ hai, trong tuần này dễ bị người khác soi mói nhìn ngó, gây thị phi tai tiếng, nên tránh xa các cuộc nhiều chuyện nhiều lời. Thứ ba, trong tuần này hãy siêng năng đi tiệc tùng và du lịch, vì đây sẽ là gặp được những quý nhân hoặc cơ hội làm giàu ở những địa điểm đông người. Thứ tư, tuần này trong gia đình sẽ có sự cãi vã tranh chấp vì có sự bất hòa trong nội bộ, mất đi tình cảm. Thứ năm, để hỗ trợ xảo vận xui tương sinh tài lộc, các bạn có thể để trong nhà một bắp cải như ý lộc tài. Hãy xảo vận xui tại đây và chúc cho các bạn tuần mới đắc lộc sai tài, hanh thông thuận lợi.